Theo đại dương sơ tố tụng, tình và ba mẹ của cháu huyện 10 tuổi là hàng làng mạc thân thiết của nhau. Lợi dụng ba mẹ cháu huyện kém cỏi hay vắng vẻ nhà và sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của cháu, tình đã nhiều lần dở trò đồi người chơi với bé nhỏ gái. Ngày 31 tháng 7 năm 2016, khi cháu huyện đang chơi với người chơi, tình qua nhà rồi kéo cháu vào phòng vệ sinh xâm hại. Đến chiều cùng ngày, cháu huyện thuật lại sự việc cho ba mẹ nghe, gia đình bị hại sau đó có đơn tố cáo tình. Theo Đại Dương Sơ, từ đầu năm 2016 đến tháng 7 năm 2016, gã yêu râu xanh đã 5 lần xâm hại cháu huyện. Tại phiên sơ thẩm vào đại di tháng 5 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo tình 20 năm về tội hiếp dâm trẻ em. Sau phiên sơ thẩm, tình có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên phúc thẩm vào hôm qua ngày 31 tháng 10, xét thấy mức án mà cấp sơ thẩm đã xử phạt trước đó là phù hợp, đúng người đúng tội, nên tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã bác kháng cáo của tình, giữ nguyên phiên bản án sơ